Theo bản tin phát lúc 5 giờ sáng nay ngày 12 tháng 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 hầu như ít di chuyển. Trong hôm nay ngày 12 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Các tỉnh Bình Định và Gia Lai, Kon Tum có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến 40 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, cấp 3. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.